xin chào các bác đến với kênh game xe đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe siêu phẩm mới nhất về tại cửa hàng em, Kawa Piroshi. Một chiếc xe với bộ khung khí động học carbon, khung càng carbon, cọc yên carbon và bộ group 105. Như bác thấy thì mai ơ và đạn cối nổ kêu rất là to nha các bác nhé. Và bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và hôm nay chiếc xe Kawa Piroshi về tại cửa hàng em là chiếc xe màu xanh. Mẫu Piroshi này thì cũng rất là hot tại cửa hàng em, bán rất là chạy. Trước đây gần đây em đã từng review chiếc xe màu đen đỏ rồi, nay màu xanh, màu rất là bắt mắt các bác nhé. Xanh và những chữ Java này, chữ Việt này, thối là màu đỏ. Bộ khung dẹp khí động học. Đây là một chiếc xe Java đến từ thương hiệu của Ý, một thương hiệu rất là nổi tiếng về dòng xe đạp đua. Trên đây có hai chữ ký, có thể đây là chữ ký của bên sản xuất. Với dòng Java thì các bác có thể luôn luôn sử dụng những đồ phụ tùng theo xe là của DK các bác nhé. DK là một hãng làm phụ tùng độc quyền của Java, như yên đây, yên DK. Đây là yên zin của xe các bác nhé, cọc yên carbon, khung carbon, khung khí động học. Đây trên khung có ghi chữ carbon đây, Evenalo. Rosseri. Và dây âm sườn cao cấp. Xe trang bị dây âm sườn. Đùi đĩa của trục giống của DK, nguyên bản theo xe. Và xe được trang bị củ đề của 105, phanh của SRAM các bác nhé, phanh của Mỹ. Mayer bạc đạn cối nổ của DK. Vâng, bộ khung rất là đẹp. Khung dẹp và rất là góc cạnh các bác nhé. Càng carbon của nguyên zin của Java và cờ đây. Xuất xứ của xe. Dưới khung có chữ Java màu đỏ các bác nhé. Có chiếc khiên biểu tượng của hãng. Xe được trang bị bộ vành của DK, các bác có thể thấy chữ vành này. Vành Evenalo cũng rất là nhẹ. Thông số xăm lốp, vành lốp là 700 × 23C, lốp của Continental, lốp hiệu. Đồng thời chủ trước nâng cấp lên lốp, em thấy còn rất là tốt thôi nhá, sử dụng rất là lâu nữa. Lốp chọc thì bên trên đây phốt của ly đông nguyên zin của DK, nguyên bản của hãng Java. Tay lắp 105. Mười một tầng lít và hai đĩa cho xe 22 tốc độ các bác nhé.
1,5 thì thường là 11 lít. Vâng, trên khung xe ghi size là size 46. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa cái xe này. Xe đến từ thương hiệu của Ý. Gạt đĩa của 1,5. Gạt đĩa của 1,5. Xích và lip đeo đánh tá còn rất là tốt nữa. Vâng, bây giờ sẽ là đánh giá chuyển động của xe. Xe được trang bị 11 tầng lip và 2 đĩa. Xe 22 tốc độ. Đến lip. Củ đề 1,5 các bác nhé. Củ đề rất là cao cấp. Phía bên phải củ đùi đĩa 2 tầng. Củ đĩa trục rỗng của DK. Còn như các bác thấy thì nó rất là tốt. Cối đổ. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Java Kiroshi. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý. Chiếc xe được trang bị khung carbon, càng carbon và cọc in carbon. Với chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá 16.900.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.